Chào các anh chị, tôi tên là Hashimoto, người Nhật Bản mà có biết tiếng Việt nên là hôm nay sẽ cho tôi báo có bản tiếng Việt ạ. Trước hết tôi muốn nói một câu là tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin Chủ tịch nước Việt Nam đã qua đời. Là một người Nhật rất yêu Việt Nam, tôi chân thành xin chia buồn cùng người dân cả nước ạ. Rồi, tiếng Việt rồi, thì bắt đầu. Hôm nay tôi báo cáo về hai phần. Một phần là giới thiệu về eBus và eBus DNA, nhưng mà là hôm nay có bài giảng về tin và là bác sĩ Giáp đã giới thiệu chút chi tiết rồi nên là ở đây là sẽ một chút thôi ạ. Và còn một phần nữa là phân tích trường hợp eBus là từ tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam bắt đầu nổi sôi eBus rồi. Và lần này các bạn trung tâm hô hấp hợp tác với tôi cho và là tôi có thể báo cáo về điều này. Thì phần số 1, eBus là cái gì thì khi nãy bác sĩ rất đã giới thiệu rất tốt rồi thì tôi có thể nói thêm một chút thôi ạ. eBus là tiếng Anh endobronchial ultrasound, tức là siêu âm mà nội phế quản. Và TBNA là transbronchial needle aspiration, tức là hút bàn kim từ phế quản. Và eBus thì có hai cái để sử dụng trong lâm sàng, một cái là ống soi eBus-TBNA là gọi là convex eBus. Cái này là siêu âm là trong ống soi này rồi thì là còn bên này thì sử dụng ống soi bình thường và cho mini probe này thêm là làm bên radial eBus là bình thường là để sử dụng sinh tết tổn thương ngoại vi và kỹ thuật đó là gọi là eBus-TBLV. Mà bên này là TBNA, TBLV là Transbronchial Lung Biopsy, nghĩa là sinh tết như mô phổi ạ. Rồi giới thiệu lịch sử của eBus TBNA và các kỹ thuật liên quan ạ. 1897 thì là nội soi ống cứng bắt đầu ở Đức rồi. Và 1966 thì là bắt đầu nội soi phế quản ống mềm trong thế giới. Và eBus đầu tiên là có báo cáo từ Đức là 1990. Mà liên quan thì có PET-CT cũng là có ý nghĩa để đánh giá hạt chuẩn thấp. Và radial eBus cái mà để quan sát tổn thương ngoại vi là báo cáo đầu tiên là 2002. Mà 2003 thì là eBus-TBNA này bắt đầu từ Nhật Bản. Cũng có kỹ thuật khác nhưng mà kỹ thuật khác là hôm nay là không nói trong bài này. Mà 2013 sắc hướng dẫn ACCP bắt đầu nói là eBus-TBNA là tốt nhất và trước tiên, cái này là nói về chuyển tâm về ung thư phổi. Thì sau khi có sắc hướng dẫn này có nhiều bệnh viện trong thế giới bắt đầu làm kỹ thuật này. Cái này là test news của 2015 và chỗ này nói là bây giờ eBus DBNA là trở thành kỹ thuật cơ sở của chuyên môn hô hấp rồi và đặc biệt là cho ung thư phổi phân giai đoạn hay là chuyển đoán thì là tốt nhất và trước tiên vì là ít xâm lấn nhất và cũng tỷ lệ chuyển đoán là rất cao. Và ở đây ghi một điều nữa là không phải ung thư phổi mà còn lao hạch, lympho, sarcoidosis vân vân cũng là có thể là phương pháp này là một phương pháp tốt và ít xâm lấn nên là những cái này là mới có bắt đầu báo cáo thôi nhưng mà cũng có thể là áp dụng những bệnh này. Có thể nói được điều tốt nhất là biến chứng là rất thấp trong kỹ thuật eBus-TBNA mà là và vì vậy nên là có thể xét nghiệm mổ ngoài chiếu được thì buổi sáng đến bệnh viện và buổi chiều xét nghiệm này và tối về cũng được ạ.
Cái này là giải phẫu của hạt trung thất hay là trung thất cô dưới nữa. Cái này cũng là trong bài bác sĩ sắp cũng có rồi, giống như vậy nên là bây giờ giải thích một chút thôi. Hạt trung thất thì là có nhóm tên từ 1 đến 14. 13, 14 là trong phổi luôn, ngoại vi. Và 1 thì là trên xương động nên là thỉnh thoảng có sinh chất cũng có thể. 2, 3, 4 thì là xung, 2 là xung quanh khí quản, 4 cũng là xung quanh khí quản, 3 là sau khí quản, ít khi xung trong lâm sàng ung thư phổi. Và 5, 6 là bên kia của động mạch chủ hay là động mạch phổi. Và cái hình này là thực quản, xung quanh thực quản có 8 và 9. Bên này thì là ibastibene không thể sinh chất từ phế quản và cũng có thể từ thực quản. Số 7 là zicalina và số 89 là đây và số 10 là xung quanh phế quản gốc và số 11 thì là secancalina. 12, 13, 14 thì xa hơn nữa. Và ibastibene làm bằng nội soi phế quản thì là 1 cũng có thể và 2, 3, 4 thì cũng không sao. 7 thì là dễ nhất và 10, 11 cũng không sao. Mà chắc là nếu mà là có ống TBNA nhỏ chưa bắt đầu mà chắc là năm sau bắt đầu thì là 12, 13, 14 cũng có thể sinh tiết bằng nội soi phế quản. Và cái này là nội soi trung thất. Nội soi trung thất thì là bình thường là giống ibastibene thôi hay là ít hơn nữa thôi. Thì bây giờ ở Nhật Bản thì thường không làm nội soi trung thất mà làm nội soi phế quản TBNA. Và nội soi lồng ngực thì chắc là phương pháp tốt nhất nhưng mà xâm lấn nhiều nhất. Và một cái nữa kỹ thuật gần nhau là EUSFNA, cái này là làm ở nội tiêu hóa hay là phần nội soi mà sinh chất từ thực quản. Thì có thể là số 5 hay là 7, 8, 9, 8, 9 thì đặc biệt là cần EUSFNA. Mà chân này thì chắc là không cần giải thích nhiều vì là giống như bác sĩ Giáp đã giới thiệu ạ. Cái này là đào ống soi ibastibene và cái này là kim của ibastibene. Ống soi là phải là cái đặc biệt cho ibastibene và là kim vào đây trực tiếp. Và xác nhận bằng siêu âm, ở đây có hạt và xác nhận bằng Doppler và tìm hiểu ở đâu có mạch máu to hay là có nhỏ. Và khi nào sinh chất thì kim vào từ bên này, hướng 45 độ dưới. À, cái này là bệnh phẩm của ibastibene, cũng lấy được nhiều nên là nếu mà lấy được nhiều thì không phải là cytosis thôi mà còn có thể là giải phẫu bệnh thêm được. Thì có thể xét nghiệm thêm EGFR hay là PD-L1 vân vân. Thì bây giờ giới thiệu một ví dụ. Bệnh nhân 78 tuổi mà không khỏe cho lắm, PS là 3 rồi. Thì và xét nghiệm máu hiệp ProGLP, cái này là dấu hiệu về ung thư phổi tế bào nhỏ hơi cao. Mà tại sao không khỏe thì nguyên nhân là trong MRI não thì đã không có di căn não. Thì mà cũng là có triệu chứng và có hình ảnh MRI là viên tiểu não. Thì bệnh nhân này đã nghi ngờ là ung thư phổi tế bào nhỏ mà giai đoạn sớm mà cũng là hội chứng cận ung thư kèm theo. Mà CT đã là như vậy. Tôi muốn nói là bệnh nhân này là hạt số 4 đây. Số 4 và số 7. Số 7 thì không sung nào. Số 7 là zicalina, phải nằm đây mà không sung. Ở đây là ở đây có phế quản tùy trên rồi nên là sung nữa nên cái đó là cái số 10, à 11, không phải là 10, hạt 11 ở đây. Trong phổi thì chỉ có tổn thương nhỏ này thôi.
Chụp PET CT thì cái này cũng là có sưu tập của FDG PET, nên là cái này cũng là yếu tố của ung thư, nhưng mà không thể sinh tích từ đây được, thì chỉ làm được nội soi phế quản hay là nội soi trung thất hay là sinh tích mổ bằng bắt, mà là xong lâu ít nhất là chắc chắn là nội soi phế quản, nên là thường như vậy thì ở Nhật Bản là sinh tích bằng nội soi phế quản. Gần đây bệnh viện ICGM cũng là bắt đầu có thể bắt đầu LOS là Rapid On-Site Cytologic Evaluation, tức là cái này cũng là bác sĩ sắp ra giải thích rồi, cái này là xem tế bào chỗ mà làm nội soi và xác nhận cái này là ác tính hay không. Mà đã lấy được nhiều như vậy thì đủ để xét nghiệm giải phóng bằng hết, và synaptophysin và chromogranin dương tính thì cái này là ung thư phổi tế bào nhỏ. Bây giờ bệnh nhân này là điều trị bằng hóa xạ trị rồi, và là bây giờ CR, và triệu chứng mà tiểu não cũng là hết rồi, và bây giờ đi bộ bình thường rồi. Rồi, còn một nữa, phần thứ hai là phân tích trường hợp Ibastibene. Tôi rất cảm ơn về các anh chị của Trung tâm Hô hấp để báo cáo cái này. Bối cảnh Ibastibene là giống như tôi mới khi nãy nói rồi, 2003 thì là ở Nhật Bản bắt đầu rồi, và bây giờ kỹ thuật cần thiết trong lĩnh vực hô hấp rồi. Các quốc gia châu Á cũng là nhiều nước mới vừa bắt đầu kỹ thuật này rồi. Và ở Việt Nam cũng là tháng 9 năm 2017 thì bắt đầu cái này. Cái đầu tiên là đã là Trung tâm Hô hấp bác sĩ Giáp đã làm cho bệnh nhân ung thư. Cái này là hình mà đã làm nội soi phế quản ở Trung tâm Hô hấp. Ở Việt Nam thì là bây giờ bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Phổi Trung ương và Trung tâm Hô hấp thì tổng còn chắc là khoảng 40 ca rồi. Mà tôi nghĩ là độ an toàn, độ chính xác thì là nên được đánh giá để triển khai trong toàn Việt Nam. Thì mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả và chất lượng Ibastibene. Nghiên cứu này là nghiên cứu quan sát mà hồi cứu, và tôi nghĩ là so với bệnh viện tôi MCGM và những trường hợp Trung tâm Hô hấp và là sẽ suy nghĩ khác nhau gì hay là không khác nhau. Mà Trung tâm Hô hấp và NCGM thời gian là từ tháng 9 2017 đến 1 năm 12 tháng. Chỉ định xét nghiệm Ibastibene thì là khi thảo luận tôi sẽ nói thêm mà chắc là không giống hai bệnh viện, vì là NCGM thì lúc nào cũng có ttDNA và là cũng là có thể có tổn thương ngoại vi, thì là bình thường là ưu tiên sinh chết tổn thương ngoại vi hơn, nên là chỉ định thì hơi khác nhau. Mà định nghĩa và định nghĩa của biến chứng là lần này đã xem về biến chứng nặng thôi, không CTCA grade 3. Khi nào phân tích đồ này thì là phải biết là những bệnh nhân mà đã được xét nghiệm TBNA cuối cùng đã là bệnh gì thì mới phân tích được đồ này. Thì lần này là chỉ là theo dõi quá trình lâm sàng thôi, không phải là sau khi làm TBNA xong rồi mọi người làm nội soi trung thất. Mà phân tích tổng kia thì là sử dụng Fisher test. Thiết bị thì thật ra là NCGM bên bên tôi là đang sử dụng máy của một thế hệ, và Trung tâm Hô hấp thì là Olympus đang chuẩn bị cho cái mà thế hệ mới nhất. Kim sinh tích hay là 22 hay là 21, cái này cũng là sẽ nói thêm mà NCGM thì là có kim sinh tính khác, không phải là Olympus, hay là Olympus cũng là cái thế hệ mới hơn. Thì kim khác nhau thì là có thể kết quả hai bệnh viện khác nhau luôn, nhưng mà thường ở Nhật Bản NCGM cũng là sử dụng kim này, chỉ là 3 ca thôi đã sử dụng kim mà là
có thể sinh tiết được tốt hơn. Mà primary outcome là tỷ lệ chuẩn đoán và tỷ lệ biến chứng. Secondary là những điều khác. Thì kết quả đối tuần thì đã là trung tâm hô hấp thì là trong một năm đó có 28 ca, NCGM là thời gian đó thì 41 ca. Và tuổi tác rồi thế thì là hầu hết giống nhau. Và ung thư phổi thì là bên Nhật Bản là 68%, bên Việt Nam thì 50%. Và nhóm hạt thì ở Việt Nam số 4 là nhiều hơn, ở Nhật Bản là số 7 là nhiều hơn. Nhưng mà số 4, số 7 thì là hai cái đều vị trí mà rẻ nên là rất là không có ảnh hưởng đến kết quả lắm. Và cái này là primary outcome mà tại bệnh ác tính độ nhạy, độ đặc hiệu là cái này cũng sẽ nói sau mà là hai bệnh viện đều 100%. Độ nhạy thì là may mắn là NCGM thời gian này một năm thì là 100%, và trung tâm hô hấp thì 73%. Và xem có ý nghĩa thống kê hay không thì là đã có ý nghĩa một chút. Mà tỷ lệ biến chứng lớn, CTCAE grade 3 thì hai bên đều là zero. Ibastibine là kỹ thuật an toàn nên là zero là cũng là đã biết chút rồi và cũng là không có khác nhau. Thì kết quả chính thì tỷ lệ biến chứng đã hai bệnh viện đều là 0%, là đều tốt và là đều quan trọng nhất của nghiên cứu này. Và một cái nữa, độ nhạy tại bệnh viện bệnh ác tính thì là người ta khác nhau một chút. Kết quả hồ thì đối tuần thì hầu hết giống nhau. Xin tích hạt nhóm 4 thì trung tâm hô hấp nhiều hơn NCGM. Thảo luận, tỷ lệ biến chứng là 0%. Mà NCGM thì là cũng như vậy. Trong sách hướng dẫn thế giới cũng là bình thường nói là biến chứng là dưới 1%, nên là 41 ca, 28 ca thì bình thường là 0% là cũng được rồi. Và quan trọng nhất là trung tâm hô hấp đã có thể thực hiện độ an toàn bản thế giới và Nhật Bản. Mà một cái nữa, độ đặc hiệu cao là thật ra là khi nào hoàn thích về kết quả Ibastibine này thì là bà con nào cũng là hơn 90% và bình thường là 100%. Và theo báo cáo thế giới, độ nhạy của báo cáo khác là cái này là trước 2012 mà nhiều hơn 20 ca thì cái chủ yếu là như vậy. Prevalence là những người mà đã được xét nghiệm Ibastibine trong đó có bao nhiêu người ung thư phổi, bao nhiêu phần trăm là ung thư phổi. Thì cũng có báo cáo độ nhạy cao hơn 90%, và cũng có báo cáo là 50% hay là 40% cũng có thể. Nghĩa là chắc là đã tham khảo một chút các tài liệu này, nhưng mà không biết nguyên nhân rõ là tại sao cái này là thấp. Mà cũng có thể nói được là tùy bệnh viện hay là tùy bác sĩ có thể kết quả thay đổi. Thì lý do kết quả của NCGM là lần này may mắn là 100% là sao thì tôi đã suy nghĩ như vậy. Mục đích của Ibastibine thì là thật ra là nhiều bệnh viện làm kỹ thuật này không phải là để chuẩn đoán ung thư phổi mà là để phân giai đoạn ung thư phổi. Khi đó thì là hơi khó hơn để chuẩn đoán thôi. Thì cũng là cái này là một lý do tôi nhìn thế. Và
chỉ định y bác sĩ bên đây của bệnh viện tôi là hơi chặt, làm gì khác hết rồi, mỗi không được thì mỗi làm y bác sĩ bên đây là bình thường, nên là cái này cũng là một lý do đã độ nhảy cao. Mà nói thêm cái này là hơi tức là trong đó có ba ca đã là ung thư phổi tế bào nhỏ, tế bào tuyến. Thì ung thư phổi tế bào tuyến thì là bây giờ ở Nhật Bản thì là phải xét nghiệm bốn loài này, là phải làm, không làm thì phải xin chết lại, không làm rồi thì phải xin chết lại. Thì ba ca trong đó là đã bị xin chết lại bằng phương pháp khác hay là TBNA thêm, thì ý nghĩa là đã chẩn đoán được rồi nhưng mà là đã không đủ biện pháp. Thì nếu mà là giảm ba ca đó và loại trừ từ cái mà tỷ lệ 100% này thì là hoàn thiết là 89% thì gần cái ba ca tê giỏi. Và một cái nữa, kết quả trung tâm hô hấp là so với NCGM thì là hơi thấp hơn. Thì chắc là vấn đề lớn nhất là tôi nghĩ là kinh nghiệm, vì là cái nào là đào một năm của y bác sĩ bên này ở Việt Nam. Mà cũng là y bác sĩ bên này thì lấy được bệnh phẩm nhỏ thì khoa giới hóa bệnh cũng là phải có kinh nghiệm thì chắc là mới được chuẩn đoán tốt hơn ạ. Mà cái này cũng là một nguyên nhân tôi nghĩ là NCGM thì là có kim của hiệu khác, thì cái đó là có thể sinh tiết tốt hơn. Nhưng mà trung tâm hô hấp bây giờ là chỉ có kim Olympus thôi. Thì nếu mà là khó sinh tiết bằng cái đó, không có phương pháp thứ hai. Và một điều nữa, khi nào phân tích đồ nhảy đó thì tôi đã thêm lymphoma trong bệnh ác tính. Nếu mà là cái đó loại trừ thì đồ nhảy sẽ là cao không mà 79. Và hành trình nghiên cứu và đề tài nghiên cứu tiếp theo, tức là ở Việt Nam mới bắt đầu kỹ thuật này thì có nhiều khả năng có thể nghiên cứu thêm. Và nói về lần này thì là biến chứng nhỏ thì đã không phân tích, và thời gian xét nghiệm hay là liều lượng thuốc gây mê vân vân cứ là chưa có phân tích. Mà nói về hạn chế thì trường hợp trung tâm hô hấp là vẫn là chưa nhiều. Chắc là nếu mà bắt đầu ở Việt Nam nhiều thì bệnh nhân là nhiều hơn NCGM. Thì tương lai có thể là có báo cáo tốt hơn. Và còn một cái nữa là 28 ca của trung tâm hô hấp thì lần này đã không có nhiều bệnh lao lymphoma sarcoidosis. Thì tương lai khi nào có nhiều trường hợp rồi thì là có thể phân tích lại những điều này cũng là điều tốt. Thì kết luận ở trung tâm hô hấp, y bác sĩ bên đây mới bắt đầu đào trong một năm này và khả năng biến chứng là khá thấp, 0%, và cũng là bằng NCGM mà cũng thế giới. Và nên tìm trường hợp để phân tích và đánh giá chính xác thêm. Báo cáo tôi sắp xong rồi, còn hai chân thôi. Một cái là tổng kết của hai phần hôm nay. Một cái là cơ bản của IBAS-TBNA. IBAS-TBNA là kỹ thuật an toàn và ít xâm lấn, chính xác nữa. Và chỉ là cản chi phí để bắt đầu. Và các không gian thế giới cũng là nói là bây giờ có khuyến khích mạnh rồi. Nên là tôi nghĩ là nên được triển khai ở Việt Nam, nên tôi có thể hỗ trợ. Mà một cái nữa, phần thứ hai là phân tích trường hợp y bác sĩ bên đây ở Việt Nam. Thì đã là làm được tốt, rất an toàn. Và kết quả này là có thể hỗ trợ để triển khai trong Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Lúc nào cũng có thể liên lạc cho tôi về kỹ thuật nội soi vân vân. Bên tôi là NCGM là ở Tokyo Shinjuku, năm nay là năm 150 năm rồi. Dạ, bài tôi hết rồi ạ. Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Masao Hashimoto đã có bài trình.